Hôm nay tôi muốn báo cho mọi người một tin hệ trọng. Đó là một tuần trăng nữa tôi sẽ cưới thêm vợ. Cổ tên là Kim Sa. Tôi muốn tất cả mọi người đều chung tay giúp tôi làm cái đám cưới này cho nó thật linh đình và không được có một sơ suất nào hết. Ủa? Bà cả, bà lo chuyện khách khứa và đãi tiệc giúp cho tôi. Bà hai, tới thầy coi cho tôi cái ngày lành tháng tốt và cai quản đám gia nhân để mọi việc trôi chảy. Dạ. Tôi đã chia việc rõ ràng vậy rồi. Ai mà làm hỏng chuyện liệu mà bị trừng phạt đi. Tất cả đã nghe rõ chưa? Nếu không còn gì thắc mắc nữa thì lui hết đi. Nhớ là làm tốt những gì mà tôi đã giao. Còn tôi thì sao? Sao ông không hỏi ý kiến tôi? Cái gì? Cô là cái gì mà tôi phải hỏi ý kiến của cô? Cô còn tiếng nói trong nhà này nữa hay sao? Tôi biết tôi không còn được ông yêu thương trọng dụng như trước nữa, nên tôi không dám có ý kiến gì. Tôi chỉ muốn nhắc lại, trước khi ông lấy tôi, ông còn nhớ ông hứa cái gì không? Em ba, chị cả, hôm đó chị cũng có mặt ở đó mà. Và chị cũng nghe rõ lời hứa của ông mà, đúng không? Thôi chuyện đã xưa rồi, em nhắc lại làm chi? Tại sao em lại không được nhắc? Chính vì lời hứa đó nên em mới có mặt tại đây. Thôi, mọi người giải tán đi. Đi làm công chuyện của mình đi. Dậu à, đưa bà vô phòng đi. Cứ để cho cô ta nói, cho cô ta hả dạ đi. Được, cô muốn nói gì nói hết đi, tôi sẵn sàng nghe đây. Năm xưa ông đã hứa, nếu như tôi bằng lòng làm vợ của ông thì ông sẽ không cưới thêm người vợ nào nữa hết. Lời hứa đó chắc ông không quên chứ? Phải, tôi vẫn nhớ. Vậy thì tại sao bây giờ ông lại thất hứa? Tôi sẽ giữ lời hứa, nhưng với điều kiện cô là một người vợ chung thủy, nhất làm theo lời chồng. Nhưng cô đã làm được chuyện đó chưa? Cô đã làm tròn bổn phận của một người vợ chưa? Hay suốt ngày cô cứ mơ tưởng đến người đàn ông khác? Tại sao ông cứ khăng khăng đổ tội cho tôi như vậy là sao? Không lẽ ông muốn cưới thêm vợ nên ông mới gieo oan giá họa cho tôi? Em ba, đừng có nói nữa. Em mau về phòng nghỉ ngơi đi. Ông à, ông bớt giận. Cổ đang bệnh cho nên nói năng lung tung vậy thôi. Bà im đi, tôi để cho cô ta nói. Nếu như ông cứ nhất quyết cưới Kim Sa và phản lại lời hứa của ông, thì thử hỏi sau này lời nói của ông có giá trị nữa hay không, và liệu có ai dám tin vào lời hứa của ông hay không. Tôi không quan tâm. Tôi sẽ vẫn cưới Kim Sa thì cô làm gì tôi chứ? Bây giờ tôi chẳng khác nào một cái gai trong mắt ông. Vậy thì tôi xin ông cho tôi bước ra khỏi cái nhà này. Chỉ coi như vậy thì ông mới đỡ bực bội, mà tôi cũng đỡ mệt trí khi nhớ đến chuyện năm xưa. Khá khen cho cô. Nãy giờ cô nói tới nói lui cũng chỉ là muốn bước ra khỏi cái nhà này để cô được tự do làm những cái điều mà mình muốn, có đúng chưa? Cô đừng có hòng được thỏa nguyện. Cho dù cô là cái gai trong mắt của tôi đi thì tôi cũng sẽ giữ cô lại. Tôi cho cô biết thế nào là đau đớn khi phản bội chồng. Bà hai, cho người dọn dẹp sửa sang lại cái phòng của cô ta. Để đó tôi đón bà Tư về ở. Dạ. Còn cô, gom đồ đạc của mình xuống nhà sau,
cái chỗ mà ở cùng với đám đầy tớ trong nhà. Hạng người như cô chỉ xứng ở đó mà thôi. Ông. Ông à. Bà. Bộ phim truyện Việt Nam Nghiệp Sinh Tử phần 4, 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình 901 và xem lại độc quyền trên THVNI tại app ngay trên Google Play và App Store.